Ngày hôm qua tại thành phố Huế, Bộ Công an bàn giao cano công suất 200 cv cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế để kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh. Dự lễ bàn giao có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ, Thứ trưởng Bộ Công an Thiếu tướng Lê Quốc Hùng. Ngay sau khi bàn giao và hạ thủy cano, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã giao nhiệm vụ và yêu cầu Công an Thừa Thiên Huế phải nâng cao ý thức trách nhiệm, quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng kỹ thuật đúng quy định và chúc cán bộ chiến sĩ Công an Thừa Thiên Huế hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, kịp thời cứu nạn cứu hộ cán bộ công nhân tại thủy điện Rào Trăng Ba và giúp dân phòng chống lũ lụt. Thay mặt Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã gửi lời cảm ơn về sự quan tâm của Bộ Công an và đơn vị tài trợ cano cho lực lượng Công an Thừa Thiên Huế và hứa sẽ tiếp tục nỗ lực để giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão lũ. Đây là hành động thiết thực và kịp thời giúp lực lượng Công an tỉnh có thêm phương tiện phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn trong bối cảnh mưa lũ, ngập lụt đang có nhiều diễn biến phức tạp.